Hello anh em, chào mừng toàn thể anh em quay trở lại với channel của mình. Ok, hôm nay là ngày thứ hai mình chơi cái tựa game Tân Ba Quy Truyền Kỳ của nhà phát hành Gamota anh em ơi. Tựa game ra mắt cũng được vào tuần lễ rồi anh em ạ. Thì mãi hôm qua hôm kia bắt đầu mình mới thấy hay. Mình xem quảng cáo cũng như là xem ở trên fanpage thì thấy hay. Tại về chơi thì cũng cảm thấy cũng khá là ok anh em ạ. Từ ngoại hình cho đến giao diện các thứ. Giao diện bên ngoài thì nó khá là giống kiểu kiếm hiệp đó, thế nhưng mà vô bên trong thì nó là Ba Quy anh em nha. Đó, vào của ta. Game thì được thiết kế đồ họa cũng khá là ok đây, rồi thì tướng tiếc các thứ khá là ổn anh em ạ. Nó thiên hướng kiểu như trẻ trung các thứ anime đó, chứ nó không có kiểu như là theo một cái lối mòn cũ ngày xưa. Quan Vũ thì phải già mặt đỏ có râu các thứ, hay là Ngụy Diên thì phải bặm trợn các thứ. Đây thì rất chi thư sinh anh em ạ, cũng như là ngoại hình đồ họa các thứ thì khá là ok đó, nhưng mà cũng không mất đi cái vẻ oai hùng cũng như là giáp giết của tướng thời xưa anh em ạ. Đó, anh em thấy không đó, anh em có thể vô cái đường link mình để ở phần mô tả cũng như là bình luận, anh em tải về chơi thử anh em nha. Tựa game có tên là Tân Ba Quy Truyền Kỳ anh em nha, ra được vào tuần lễ rồi đó. Hôm nay là ngày thứ hai mình chơi ở bên server 30. Thì anh em cùng mình đi trải nghiệm một chút cũng như là đi sơ lược cốt tân thủ của tựa game này nha anh em nha. Xem nào. Game là game đánh theo lượt anh em nha. Game đánh theo lượt cũng vượt ải các thứ, tích góp tài nguyên, cũng có những cái map đấu trường để solo với người cho anh em so tài các thứ, cũng có tỉ thí các thứ anh em ạ. Nhân 2 nhân 3 tốc độ các thứ khá là ok. Đây. Cũng có bố trận này, chiến lược các kiểu này đó, anh em thấy chiến lược này đó, để xem những cái chiến báo của những đội hình vượt ải trước mình đó. Ok, có trợ chiến này, anh em mượn tướng của anh em trong quân đoàn này, anh em nha, để tham gia vượt ải. Thường thì những ải nào mà có tướng chính, có boss chính thì anh em có thể đôn lên để anh em chơi nha, anh em giúp cho team của anh em vượt qua được dễ dàng hơn. Có bố trận này đó, anh em có thể tùy ý bố trận theo những cái bài của anh em, cũng như là có cái mẹo của anh em gì đấy, hoặc là anh em có thể thay đổi vị trí slot tướng các thứ để tham gia đánh nhau các thứ, kể cả là đấu với BBB cũng thế anh em ạ, cũng có thể xếp trận được nha anh em nhá. Ban đầu thì cho 6 tướng anh em ơi, chắc là sau này sẽ có thêm những vị trí slot phụ 7, 8, 9 các thứ gì đấy. Đây, trải nghiệm đồ họa anh em nha. Mình cho nhân 2 nha. Đó, cho tự động này. Ok chưa? Đó. Tần xuyên cầu vọc. Thằng trung bắn này. Chỉ kích bạo thương các thứ. Mình đang chơi tiệm thuộc anh em ạ. Chơi rộng mây bay. Khương Duy này. Thường thì Khương Duy cầm hai kiếm anh em ạ, song kiếm. Đó, nhưng mà đây thì nó lại cầm cái kiểu như là cái hao liêm hay gì á. Đây là cái đặc kỹ, thần kỹ anh em ạ. Khá là đẹp đúng không em? Ok chưa? Đây là ngày thứ hai mình chơi trải nghiệm nông dân thôi anh em ạ, không có gì cả. Giới thiệu đến cho anh em thôi, cũng như là nếu mà cảm thấy ok thì anh em có thể tải về theo đường link ở phần mô tả cũng như là bình luận. Mình để cái link tải cho anh em tải về nha. Game của nhà phát hành Gamota. Cốt truyện là Tam Quốc, thế nhưng mà nó lại thiên hướng kiểu như là anime trẻ trung anh em ạ, sôi động. Đó, nhìn hệ tướng các thứ, rồi animation cũng khá là ok. Đó. Thần kỹ tiếp này. Đây là mình tắt cái hiệu ứng ấy đi rồi anh em ạ, tắt cái hiệu quả thần kỹ rồi, chứ không là nhìn nó đẹp lắm á. Anh em thấy là cái hiệu ứng khá là ok. Đây là những tướng cơ bản thôi anh em ạ, sau này thì có những tướng đỏ như là Triệu Vân, Gia Cát Lượng các thứ, hoặc là sau này, mãi sau này á, update lên kim hay là tử kim các thứ gì đấy thì nó sẽ ok hơn. Lửa thiếu như nhật luôn. Nó sẽ ổn hơn anh em ạ. Đó. Gần mộng tiếng ngõ. Đó, anh em thấy Ngụy Diên ở những cái game Ba Quy khác ấy thì thấy nó bặm trợn đúng không ạ? Nó có dâu giết các thứ, nhưng bên này thì rất là trẻ trung, cũng như là kỹ năng hiệu ứng các thứ nó cũng khá là ok. Rồi, ngoài ra thì nó cũng có những cái tính năng để BK với người cho anh em solo, so tài các thứ. Đây, để mình xem nào. Đây, anh em click cho bất kỳ anh em ạ. Đó, click cho bất kỳ nha. Là có thể có chỗ mài rũ này này. Đó. Mài rũ anh em có thể mài rũ nha, BK với nhau các thứ. Đó, bố đồng trác các kiểu này, em thấy không? Đây mình test thử thôi, chứ lực chiến họ tranh gấp đôi cơ. Sao chơi được đúng không ạ? Thần xuyên cầu vọc. Ok, bạo kích mất con nửa máu, vãi chưởng. Phản kích, sao băng phục sát. Ok. Chơi rộng mây bay. Em quần nhưng mà chơi mạng siêu để lấy, gọi là lấy tanh cơ hằng trước anh em ạ. Cũng khá là ổn. Cái sau thì cũng có thể vui khát nước, rồi thì kích sổ duyên các thứ.
Là bố anh em thấy là bố đam kinh khủng nhá. Phản kích. Trong này cưỡi ngựa luôn anh em ạ. Kiểu như là nó nửa cái anime anh em ơi. Không biết đánh giá là gì luôn nhưng mà khá là hay. Từ hôm qua nay mình chơi khá là hay. Hoạt động thì nó cũng gọi là phân bổ khá là hợp lý. Cũng có đấu giá các thứ để cho anh em cày tre có đất sống. Rồi thì tựa game thì nó cũng khá là dễ chơi. Ngoài ra thì hoạt động thì cũng khá là ok. Có tự động các thứ, có bỏ qua khi mà anh em chưa đủ VIP các thứ. Cho nên là anh em cũng không cần phải tốn quá nhiều tiền để mở những cái tính năng. Ok. Đó, anh em thấy này, thống kê sát thương các thứ này. Nói chung là cũng khá là ok. Bản thân mình đánh giá cũng khá là ổn anh em ạ. Ôi, đây bị đánh này anh em ơi. Đó, thắng này. Để xem nào. Quần à, là bố có rồi này anh em ơi. Phê nhờ. Đó, đây là những cái đấu trường anh em nha. Đấu trường. Tất nhiên thì anh em muốn mở tính năng ở game này thì anh em vẫn phải lên ấy thôi. Vẫn phải lên lên level nha. Đủ level thì mới ấy được, mới mở được. Tất nhiên rồi, cái đấy là điều đương nhiên rồi anh em ạ. Nhưng mà game này từ đồ họa cho đến cách chơi rồi thì bố trận các thứ cũng khá là ok. Về sau thì mình nghĩ là nó sẽ mở thêm vài slot nữa như là slot 7, 8, 9 các thứ. Lúc đấy thì sẽ ok hơn. Nhìn na ná giống kiểu như là giống game danh tướng 3Q anh em ơi. Đó, na ná giống như vậy. Cốt thì hiện tại bây giờ đang có hình như là tân thủ thì có mấy cốt ta? Có 6 cái hay sao á? Có 6 cái cốt anh em ạ. 2, 4, 6 cái cốt. Ngoài ra thì anh em có thể tham gia những cái event ở trên fanpage nha anh em nha. Để nhận cái cốt đặc biệt như là những cái cốt tham gia event ở fanpage của game thì nó sẽ ok hơn, quà nó sẽ ngon hơn. Còn tân thủ thì hiện tại có 6 cái cốt anh em nha. Có 6 cái cốt thôi. 6 cái cốt đấy thì hình như là được ít kim nguyên bảo với lại vài cái lệnh chiêu mộ. Nói chung là cũng khá là ngon, khá là ok. Ban đầu game thì anh em chơi, nếu mà anh em mà có nạp á thì anh em chơi thục và ngô nha. Thục và ngô. Nạp thì chơi thục và ngô. Còn không nạp á thì anh em mình thấy chơi ngụy cũng khá là dễ chơi. Tại vì ngụy nó có cái điểm mạnh là nó xếp chồng hiệu ứng. Xếp chồng hiệu ứng liên tục. Anh em có thể lợi dụng cái điểm mạnh đấy để anh em chơi cái đội hình trừ nộ hoặc là đóng băng. Đó, nói chung là tùy anh em thôi. Nói chung là cứ trải nghiệm anh em ạ. Thật sự luôn, cứ trải nghiệm. Tại vì về sau thì cũng có thể bui toàn năng, gọi là bui tất cả các nước ấy. Rồi thì có thể đổi tem, đổi quốc gia các thứ. Nói chung là cũng không lo đâu anh em ạ, không lo đâu nha. Ok, hôm nay là ngày đầu tiên cũng như là clip đầu tiên mình làm về cái tựa game này. Anh em nếu mà cảm thấy ok, cảm thấy thú vị theo dõi về cái series nông dân cày chay như là gọi là nạp chút chút đấy. Đó, thì anh em có thể đăng ký kênh cũng như là ủng hộ mình một like, một subscribe anh em nha. Comment tương tác để mình lấy động lực mình làm những clip tiếp theo, cũng như là mình sẽ phân tích cũng như là lên những cái clip chia sẻ cho anh em nông dân chơi nó hiệu quả. Còn hôm nay chỉ là cái kiểu như là cái sơ lược anh em ạ, tân thủ á. Ok, tự nhiên Tam Quốc thì cũng gắn liền với những vị tướng ở trong Tam Quốc thì anh em cũng khá là quen thuộc rồi, nhưng ngoại hình thay đổi anh em nha, ngoại hình thay đổi nha. Ok, avatar khá là ngon anh em ạ. Avatar khá là phê là tài phòi luôn. Game hay phết đấy anh em ơi, anh em tải về chơi nha. Ok, còn bây giờ thì mình xin phép dừng clip đây anh em ơi. Hẹn anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye anh em.